Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì tựa game này nó khá là dễ nha các bạn. Nó yêu cầu các bạn phải chơi trong game được 2 tiếng rưỡi và các bạn tái sinh 3 lần. Và các bạn chơi lên được 50 coin ấy, các bạn chơi được 50 tiền á, các bạn mở khóa cái vùng đất mùa đông là được nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.